Cặp đôi chuyển giới từ nam sang nữ, nữ sang nam tổ chức lễ cưới, thái độ của mẹ chồng gây sốc. Lễ cưới của Ngọc Trần chuyển giới từ nam thành nữ vào năm 2012 và chú rể Minh Dân chuyển giới từ nữ thành nam vào năm 2015 diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối 26 tháng 3. Như vậy, sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi đặc biệt này đã chính thức về chung một nhà, cùng xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Góp mặt trong ngày trọng đại này là hơn 300 khách mời là người thân, nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp của vợ chồng Ngọc Trần, Minh Dân. Như nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, ca sĩ Phạm Nhật Huy, ca sĩ Thái Bảo Trâm, ca sĩ Đinh Huy, diễn viên Đạt Nguyễn cùng các người mẫu chuyển giới. Ở phần đầu hôn lễ, khi tiếp đón quan khách, cô dâu Ngọc Trần diện váy cưới đuôi cá nhiều tầng, vừa thanh lịch vừa quyến rũ, trong khi đó chú rể Minh Dân diện bộ vest đen đơn giản, bành bao. Gia đình người thân và bạn bè của cặp đôi có mặt từ sớm để dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới cô dâu chú rể. Khi vào buổi lễ chính thức, Ngọc Trần thay cho mình bộ váy cưới bồng bềnh lộng lẫy như một nàng công chúa EF bên chàng hoàng tử Minh Dân với bộ vest trắng đầy lịch lãm. Cặp đôi sải bước dưới không gian được tràn ngập hoa tươi, được bao phủ màu trắng nhẹ nhàng tinh tế nhưng không kém phần thiêng liêng sang trọng. Cả hai không ngừng nở nụ cười, trao nhau những ánh mắt cử chỉ ấm áp yêu thương trong ngày hạnh phúc. Được biết, ngày trọng đại này đã được Ngọc Trần và Minh Dân chuẩn bị, mong đợi từ rất lâu. Cô dâu Ngọc Trần đặc biệt mời người em thân thiết, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch làm MC, dẫn dắt toàn bộ lễ cưới. Ngọc Trần hy vọng Nguyễn Ngọc Thạch, người đã chứng kiến mọi thăng trầm trong cuộc đời cô, cũng sẽ giữ vai trò quan trọng trong sự kiện đặc biệt này. Trước đó không lâu, Ngọc Trần và Minh Dân đã hé lộ bộ ảnh cưới tuyệt đẹp được thực hiện ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Sau khi chính thức nhận giấy đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2022, Ngọc Trần và Minh Dân đã ngay lập tức lên kế hoạch cho một đám cưới thật đầm ấm, yêu thương và cũng không kém phần sang trọng. Được biết trên giấy tờ, Minh Dân là vợ còn Ngọc Trần là chồng, nhưng trong thực tế họ xưng hô ngược lại, phù hợp giới tính, diện mạo hiện tại. Tại lễ cưới mơ ước của mình, Ngọc Trần không tránh khỏi xúc động, rơi nước mắt nghẹn ngào trong ngày trọng đại. Là một thành viên thuộc cộng đồng LGBT, cô từng rơi không ít nước mắt, nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể sống đúng với giới tính, con người mình mong muốn. Hôn nhân hợp pháp của những người thuộc cộng đồng LGBT thực sự quá khó. Vậy mà giờ đây, cô không chỉ có được tình yêu đẹp như mơ mà mối quan hệ của Ngọc Trần và nửa kia còn chính thức được pháp luật công nhận. Tình yêu của cặp đôi trải qua 5 năm và có được sự ủng hộ hết mực từ gia đình cũng như khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Bố mẹ ruột của Ngọc Trần cũng đã tranh thủ bay từ Pháp về để chứng kiến chúc phúc cho ngày trọng đại của con gái. Ngoài ra, chính mẹ chồng của Ngọc Trần là người dắt con gái qua Thái chuyển giới. Chồng tôi chuyển giới cách đây 7 năm, trải qua hành trình giống nhau khiến chúng tôi càng dễ dàng đồng cảm. May mắn lớn nhất là cả hai đều được gia đình ủng hộ việc sống đúng với chính mình. Mẹ chồng tôi chính là người dẫn con gái sang Thái Lan để chuyển giới. Về phía mẹ ruột, Ngọc Trần hé lộ, ngày trước khi biết con muốn chuyển giới, mẹ đã ủng hộ và nói rằng hãy cứ làm điều gì khiến con hạnh phúc. Sự ủng hộ của gia đình luôn là điều may mắn mà tôi biết không phải ai cũng có được. Trong đám cưới, trước sự ủng hộ của mọi người, cô dâu không nén nổi nước mắt. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ, anh từng nghe cô chia sẻ có lẽ chẳng bao giờ có được một đám cưới cho riêng mình. Hiện tại, khi giấc mơ tưởng như hoang đường xa xỉ nhất đã trở thành hiện thực, Ngọc Trần quá xúc động bởi sự thực có lẽ còn đẹp hơn mơ. Ngọc Trần luôn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm bởi cô sợ rằng mối quan hệ ấy không được bền lâu. Tuy nhiên, khi ở cạnh Minh Dân, trải qua những thăng trầm sóng gió cùng nhau, cô dần thay đổi suy nghĩ. Dù cách nhau 11 tuổi, Ngọc Trần và Minh Dân lại sở hữu nhiều tính cách, sở thích tương đồng và sẵn sàng bao dung, thấu hiểu nhau để cùng vun vén, giữ gìn mối quan hệ quý giá này. Ngọc Trần chia sẻ, cô thương tính cách chịu thương chịu khó, kiên nhẫn, đầy thấu hiểu của bạn đời. Ngọc Trần tự nhận cô là người khó ở, nhưng luôn có được sự cưng chiều, trân trọng thực sự từ Minh Dân. Ngược lại, cô cũng tìm cách tự điều chỉnh bản thân, nỗ lực để cùng anh xây dựng tổ ấm hai người. Cặp đôi dự tính sẽ có con trong thời gian tới để tổ ấm thêm trọn vẹn.